Chương 5. Hỡi anh em là kẻ giàu có, hãy khóc lóc, kêu la, vì cớ hoạn nạn sẽ đổ trên anh em. Của cải anh em bị mục nát, áo sống bị mối mọt ăn rồi, vàng bạc anh em bị ten rét đó sẽ làm chứng nghịch cùng anh em, nó cũng như lửa vậy, sẽ ăn thịt anh em. Anh em đã thâu trữ tiền của trong những ngày sau rốt. Kìa, tiền công con gặt, gặt ruộng anh em, mà anh em đã ăn gian, nó kêu quan. Và tiếng kêu của con gặt đã thấu đến tai Chúa các cơ binh. Anh em đã sống trên thế gian ăn uống vui sướng và xa xỉ. Anh em đã làm cho lòng mình no nê trong ngày chém giết. Anh em đã luận tội và đã giết người công bình, người chẳng cự lại. Hỏi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến, hãy xem kẻ làm ruộng. Họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng, vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em chớ quán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng, những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cuộc mà Chúa ban cho người, và Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Hỡi anh em, trước hết chứ có thề, chứ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề, nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Trong anh em có ai chịu khổ chăng, người ấy hãy cầu nguyện. Có ai vui mừng chăng, hãy hát ngợi khen. Trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh đoạn, thì các trưởng lão hãy cầu nguyện cho người. Sự cầu nguyện bởi đức tin sẽ cứu kẻ bệnh, Chúa sẽ đỡ kẻ ấy dậy. Nếu kẻ bệnh có phạm tội, cũng sẽ được tha. Vậy, hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện, thật có linh nghiệm nhiều. Eli vốn là người yếu đuối như chúng ta, người cầu nguyện, cố xin đừng cho mưa, thì không mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Đoạn, người cầu nguyện lại, trời bèn mưa, và đất sanh sản hoa màu. Hỡi anh em, trong vòng anh em, nếu có ai lầm lạc và cách xa lẽ thật, mà có người khác làm cho nó trở lại, thì phải biết rằng, kẻ làm cho người có tội trở lại, bỏ đường lầm lạc, ấy là cứu linh hồn người khỏi sự chết và che đậy vô số tội lỗi.